Con à, trong đời có những khi con muốn khóc thật lớn bởi vì quá đổi tuổi thân. Có những khi con muốn phát điên một lần bởi vì tâm tình quá đổi chán nản. Có những khi con muốn chửi bới một trận bởi vì trong lòng không thoải mái. Có những khi con chỉ muốn im lặng ngồi một mình bởi vì con thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng con à, đời là một hợp đồng trọn gói, niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn và đau khổ. Tất cả chỉ bán chung một gói mà không thể nào tách riêng ra được. Nhưng con hãy nhớ, hoàng hôn cho chúng ta ít ngày hơn để sống, nhưng mặt trời cho chúng ta thêm một ngày hy vọng. Vì vậy, hãy vui lên và hy vọng những điều tốt đẹp nhất. Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người. Và hãy nhìn lên để thấy rằng cuộc đời này ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ta nguyện cho lòng con được bình an và nguyện cho con đi qua kiếp người đầy dông bão bằng chính sự lương thiện của con. Nam Mô A Di Đà.